nhớ thật ta mang chùa là một là thương ơi chị nhà kia như người rồi chung lượt là những mơ chị rồi băng mà người ta chẳng lại hôm nay chưa gặp hồn chưa lần đầu cho cỡ lo muốn mau xin tươi à cô ngày hồn à thương à ơi nhị ông à mẹ nhà đi thanh nhà vô mẹ ngắm má cô nga đi du lịch nhớ mẹ ăn nuôi ngắm má rừng ngắm má cỡ ra giờ in nhà hôm nay chưa nướng hạt ruộng đồ đưa cho cỡ lo và ta rơi cỡ ngủ cũng giàu là thương ơi cổ mà ơi. Nay mẹ nhớ hạt mà lần đầu hạt là cho cỡ lạc cỡ màu số nhà lệ nhà ra rồi hôm nay chứ mến hạt đêm đi cờ ngô cờ lạc muốn mau trên tươi rồi này nhùn thương ơi nãy nãy mến hạt bế tha chặt cờ rũ cờ lạc nó mong sao tốt đẹp mà nhớ để nhớ đi cho anh ăn giữ thăm đất thăm mương sinh tươi cô nguồn thương ai ngày nó rên cũ mà rên buồn ủn điện em được lóng mương xa đàm có ngày con rằng chữ bó nửa chữ ún ơi cờ linh xa hớt lại in rơi chữ đàm rồi mày ùn thương ơi nga đã nhất nó chỉ mà rồi ngày ngày bên em rồi này nhùn thương ơi cỡ là ni cỡ nghĩa cỡ tình thì nó un sụ hoạch người tình vài xa đàm mà đại ngày ở nó ăn tu hoạch nhà chót đường đất mưa ở đôi chữ mà đàm mà rồi giàu là thương ơi nghĩa hoa em nhất nó chỉ mà em ngã ơi bật mà chạy một nhớ ẹt đỡ rơi là tin ra giờ em kể nhà đồ tốt lắm chữ nó ơi nó như anh mẫn ùn suốt cả đời đi lề nhà nên anh ùn thương ơi những quê ùn có rạc mà anh ơi là mùa đồ ngỡ càn anh rơi có chê chẳng là
chị ơi biên mưa chị ơi nhớ đợt nào chưa mưa đi ơi biên là thinh mũi vó rạc u nã rơi ơi chào chạy hay lắm. Tốt đẹp mà hơn ôn ơi à ơi nhà hòm mọi nhớ lại đất ở mương lo hòn à nên để ngủn à thương ơi cho anh nhà về
quen cũng nhiều là thương ơi. Chị đi bố mẹ bảo rồi còn đi xin mà để cái ơi con ưa rồi này được đi con gặp chị nhà rồi là ơi anh cứ hỏi bố mẹ ca ở đi ở đi này là thương ơi ngày gió phơ ra hôm na cười mà nói mời ơi nhà đưa má rơi ô xa ra giờ hôm nay gặp chữ nãy ca ơi nhà chẳng chữ giữ đất giữ mương nửa bò để nhà ó lại hóa bình ở đưa em mận ùn chúng tinh lê chung đôi rồi dầu là thương ơi
chưa? Mới có 19 phút rồi. Chào đi đó. Chào đi. Hôm ở này chào đi. Hôm ở này hát dùng chữ gặp bún nàng đang thương đang mến un bó nam ở trại nhà ni dầu là thương ơi đội à mến nhớ chớ mà đã hẹn lá lều thì phải nhật na đình mỏi đều thương nhau hoa ra rời nhà ngày ở nó mến nhớ xây một nhà tục Mình cắn lại cái tư nhé.